Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Xem trước Kymco DTX 360 Adventure 2021 ra mắt phiên bản thương mại. Kymco đã công bố một cái bước đột phá đầu tiên của cái hiệu xe máy DeLorean trong phân khúc là Adventure khi tung ra cái chiếc DTX 360 Adventure 2021 có một diện mạo vô cùng ấn tượng. Như chúng ta đang thấy, Kymco đang đưa cái dự định là Maxi Crystal ra khỏi là cái sự phồn hoa đô thị đến với những cái thiên nhiên hoang dã nhiều hơn bằng việc trang bị cho cái dòng tay ga Adventure đầu tiên của hãng được ra đời với một cái tên gọi là Kymco DTX 360 2021. Kymco DTX 360 2021 lấy ý tưởng từ các mẫu xe tay ga cỡ lớn Adventure Scottware được làm cốt lõi. Xe được có một khí kế theo một cách off-road, chấn bung trước, hình mỏ cánh chim, tay lái rộng giúp cải thiện khả năng điều khiển linh hoạt và di chuyển trên những cung đường gồ ghề. Yên xe cao giúp mang lại cái tư thế thoải mái và một cái tầm nhìn tốt hơn. Phiên bản này còn được trang bị cho mình một lớp đa chức năng, thiết kế mâm xe hợp kim với trọng lượng nhẹ, phù hợp cho việc ứng dụng hàng ngày trên phố hoặc có những cái chuyến phiêu lưu trên đường xấu, đáp ứng những nhu cầu ứng dụng khác nhau trên người dùng. Là một cái chiếc xe tay ga Adventure cỡ lớn, Kymco DTX 360 2021 trang bị cho mình chìa khóa cảm ứng Calyx, cái bảng đồng hồ LED full color. Ngoài ra, nó còn được trang bị cho mình một hệ thống Jason Control System, đem lại cái sự tự tin an toàn tốt hơn đối với những cái đường xấu như đầm lầy, đường đất vân. DTX 360 2021 còn được trang bị cho mình bánh trước ngũ mình, bánh sau 13 inch, bên xăng cái dung tích 12,5 lít cùng với cái cốp chứa đồ chiếc yên rất rộng cho phép để được hai cái mũ hiểm là full face với một cái chiều cao là tầm 800m và tay lái rộng giúp việc hoàn thiện nét đẹp theo cái xu hướng Adventure của con xe nhà Kymco. Trọng lượng giới hạn 194kg khiến cho cái chiếc DTX 360 2021 trở thành một trong những lựa chọn đáng quan tâm của một cái dòng xe Adventure về mặt trọng lượng nhẹ, mặc dù có ít công nghệ hơn khi so sánh với cái chiếc XADV. Thời điểm lên kệ, giá bán của DTX 360 2021 sẽ được phía Kymco công bố vào năm 2021. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở clip tiếp theo. Các bạn cứ đón xem nhé. Waro ngập tràn đồ hiệu đi lạc giữa một bãi cát. Xấu cho mình những món đồ chơi hàng hiệu đã đỏ thì con Waro đậu hôm nay càng mang cho mình một cái diện mạo cực kỳ đặc sắc và ấn tượng. Mình tin chắc các bạn sẽ hết hồn với cái cách pha trộn carbon và titan của người chủ. Tuy lạ nhưng làm với ngoài con xe thêm chút sang chảnh hơn. Cái cụm thắng trước mang cái thương hiệu của Rainbow, một thương hiệu Rainbow Asset hiệu năng bốc rất là êm dịu. Ngoài ra có thể chỉnh được cái độ xa gần còn là thắng. Bên kia người chủ đã tận dụng cái cụm con CCCP để quản lý thắng đùm sao, đem lại cái diện mạo bất đối xứng cũng là mắc hơn. Theo mình ước tính giá trị của cặp cụm này ở mức khoảng 4 củ. Chi tiết về trước bờ đồng hồ nhựa nhám ở dưới sàn được người chủ nhấn một cái lớp carbon nhằm tăng thêm cái sự sang chảnh cho con xe cưng. Ngoài ra chiếc xe kiếm cáp thì anh chủ còn gắn thêm cái cặp quả phục phong cách của bên phải. Trên kim chiếc xe được củng cố bởi cặp mầm Rainbow 6K cam màu trắng rất là sạch sẽ. Cái mình thích nhất trên kim này chính là cái đĩa thắng của Kim X gắn như zin cho cái chiếc Waro, mức giá tầm chỉ có là 350k, hiện đang được bán tại các shop đồ chơi xe máy. Theo chiếc Rainbow 20 cái xứng đến từ có mức giá khoảng là 4 triệu đồng, cái nhiệm vụ là tối ưu cái hiệu thắng con xe. Điểm nhấn cái góc ở bên đây chúng ta thì nhận ra cái sự to lớn cho màu đỏ trên cái nền nhựa nhám con xe. Đó chính là cái cục Mobility MSD FE giúp bổ trợ cho bài độ chiếc xe đang đi cho một công suất động cơ được tối ưu hết mức có thể. Phút sau theo đến từ Holden đánh giá hiệu năng nhúng của cục máy. Ngoài ra còn có núm chỉnh phù hợp với từng nhu cầu người dùng. Cây cục này có mức giá khoảng là 8,5 triệu. Cái dàn chân trước thì chúng ta thấy có rất nhiều vật ốc titan, cái gam màu tím là chút điểm nhấn rất là bật. Bên cạnh đó còn có miếng che các nước có bồ chế tác được titan, góp một cái chút điểm nhấn màu sắc cho tổng thể con xe thêm chút sặc sỡ. Chắc chắn các bạn cũng đón ngay đây là Turbo 4 Cross điện thoại từ nhà Levin. Mẫu buôn này được anh em chơi xe tay ga rất ưa chuộng bởi một nét đẹp bóng bẩy và âm thanh rất là cuốn. Các bạn hãy chúng tôi chiêm ngưỡng một lần nữa cái chiếc xe sang này nhé. Cảm ơn các bạn đã đến này. Tiếp nhớ like và subscribe.